Rồi thôi ướp mình. Ướp nãy giờ đây bắt đầu đốt than lên mình nướng ha. Cô chú và các bạn ơi, sáng nay thì mấy chị em cũng như là mấy cô đang tập trung lực lượng lại nè để mà làm cái món hết sức là quen thuộc luôn, đó là cơm tấm nha. À, giờ này thì đang tập trung để mà quạt cái than lên. Vừa quạt vừa ẻo như nè. Quạt cho than nó hồng lên để mà mình nướng thịt nha. Ở đây thì Thím Năm cũng có chuẩn bị thêm cái phần trứng chiên cũng như là bì với lại thịt nè cô chú. Cái này là thịt khè trộn với bì nha. Còn riêng cái phần trứng chiên ngày hôm nay thì khá là đặc biệt luôn, quá trời hình thụ luôn. Trứng hình trái tim. Trứng chiên hình trái tim. Còn dưa leo, ớt, nước mắm đây. Đó là đủ đó. Cái này là nước mắm thắng, một xíu nữa mình ăn thì mình để tỏi ớt vô sau. Đói chưa? Thử miếng đi. Bì này nè, món khoái khẩu của chị. Sắc luôn chưa chúng ta hay là để nguyên trái không? Được không chị? Thơm ơi, sắc luôn chưa hay là để nguyên trái? Thì là ăn mấy sắc để thơm hả chị? Còn nó có đây. Sắc luôn thôi. Dạ. Mình nướng thịt đi rồi mình sắc ra luôn, để sắc sớm nó hơi gió. Chưa. Chị Loan vô nướng thịt đi. Ai? Chị lửa ấy chưa? Để chị Loan nướng thịt mấy cô ơi. Để chị Loan nướng thịt. Trời ơi, tài lại đó, cho bà quéo luôn. Chị quéo luôn. Là một hồi cái mặt tư hả? Khoan, hỏi cái nè. Mặt này sáng make up chưa? Rồi. Rồi hả? Ừ. Sao hôm nay lại lọt vậy? Tại vì mình đâu có phải ấy đâu. Vậy mình phải tùy theo mặt nội sức đặc biệt đó. Ừ. Giống cái chỗ hôm qua mình ấy hả chị? Giống bà cũ. Chảy mẻ trên mình còn biết nào. Khánh còn kêu mình. Chị chỉ để rồi lên chà chở cà đợi lon chở chị lon kêu không chị gấp đi em chở đi rồi mày phải kêu kim lon đồ thôi kêu dặn đỉnh đây cho nó dặn đỉnh đi cái gì non lon rồi tao tưởng đâu kêu tao đã không chị thơm ha. Chị Loan cơm này đây bán nhiêu dĩa chị Loan? Hả? Cơm này bán nhiêu dĩa? 80. Mấy? 80. 80 thôi dẹp tiệm luôn á. Chị ơi. Tối mình ăn đó là 80, 70 dĩa không? Ở đây 50 biết nổi không nữa. 30. 30 bà không tiền á chị. Để đi vô đi. Thì 50 kêu 5 làm giống vậy nè, 5 bán cho đắt một chút. Chị dưới quê bán mắc quá à, cũng ế. Trời Loan cô nương nướng thịt chuyên nghiệp dữ vậy. Xưa có mở tiệm cơm không chị? Trời ơi, người ta làm nhà hàng mà đi nổi kỳ quá. Người ta cũng từng nướng thịt cho bộ. Phải không chị? Kỳ này mình phải chỗ tài nấu ăn cho nó... Cho lạ. Tại vì chị Loan qua là chị Loan nấu ăn ngon lắm. Mà về có thấy được nào chị Loan nấu đâu. Tại tụi bay nấu cho ta ăn hết rồi. Tụi bay dành nấu hết rồi. Ừ, tụi bay dành nấu hết rồi. Chị để cho tụi bay nấu. Chút xíu nữa mình ra đường là người ta biết mình ăn thịt nướng luôn á. Nó bám vô phải không? Dạ. Thôi đi tắm đi. Thôi chị nè. Giờ là mình sẽ bắt đầu công đoạn đầu tiên là công đoạn đánh trứng. Một trong những cái công đoạn khá là quan trọng trong đám cưới của cảnh đó là bánh đãi đúng không các thầy? Đó, thay vì bây giờ hiện đại thì mọi người có thể đi mua bánh ở ngoài về, nhưng mà riêng với nhà thôn nữ thì đặc biệt có bác hai là có bà út là những cái thợ làm bánh lâu năm, cho nên là cảnh sẽ đặc biệt được bác hai với bà út làm cái phần bánh mông lan để mà đãi trong ngày đám cưới nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ đánh trứng lên. Cái diệm này hả? Không hết. Cái này đây. Bao nhiêu con trứng bác hai? Đầy diệm luôn hả? Cái này bao nhiêu con trứng? Cái này 1 kg. Bình thường mình làm 1 kg là ra được khoảng bao nhiêu cái bánh bác hai? Dạ, trăm mấy hả? Trăm mấy. Con trăm. Con
con ăn bớt rồi. Thử nữa chị chờ trăm mấy đi thử nữa. Phải chừng hao đó thử nữa chứ. Trăm mấy con ăn còn mấy chục nữa. Thì còn trăm nữa không? Mới ra mình chịu hao có không vậy thôi. Bánh ngon mà. Nồi nướng mà lủng hoài đó. 12 cái còn 10 cái á. Cứ mẻ nào ra cũng thử một cái. Một cái hai cái thôi. Mà thấy cũng hao quá ta. Rồi cái nấu một bình nước trà. Đúng rồi. Cái ly. Rồi luôn. 800. Dạ. 850. 900. 899. 900. 806. Rồi đủ 900. Rồi. Rồi. Đã. Mình bằng. Bằng dạ đây. Thì nó ngọt quá. Ta sẽ tới công đoạn gây bột. Cái này là mình chọn 3 loại bột hả bố? 3 loại. Hồi nãy con thấy là có bột mì. Rồi cái này là bột mì phẩm. Đây được ha. Bột mì phẩm. Bột mì ngang, bột mì phẩm, bột mì ngang, bột tàn, 3 thứ bột. Lúc này gần đây đầy cái gì em ơi? Đầy gì em ơi? Gần chứ chưa đầy. Chừng nào mà bột trắng thì mới được nghỉ. Trắng thì đánh chừng nào trắng okay, lên. À. Biết nào trắng thì em ngồi ngoài. Ủa, hả? Phải trắng chứ. Ok, cho trắng luôn. Để vô cho nó thơm hả chị? Ngắt ngay. Bởi vậy khi trang ngang hỏi ngăn rồi là trăm cái bình trà nghe ngăn. Để đường thơm còn thơm nữa đó ngăn. Sao chịu nổi? Rưỡng không nổi đâu. Này cơm chín rồi cô chú ơi. Mình chuẩn bị mình ăn cơm thôi. Bán trả góp không? Dạ cái này hả? Miễn phí luôn. Cái này xong nè. Trời con lắm, lắm. Cái gì ăn miếng này xong rồi nè. Nào. Đây mới hả? Đây của anh đây. Chị cao luôn á. Bì nè. Bì gấp bì lên. Chị chua luôn chị. Chị chua rồi. Rồi chua luôn nè con. Chị chua bên đó. Dạ, dưa chua ở đây. Dưa leo, dưa chua, dưa leo. Một miếng trứng nữa. Đây, dưa leo. Cái này có mỡ hành rồi. Để dưa chua vô đây nữa nè chị. Dạ. Bác Bảy ơi, bác Bảy kêu mấy chú vô ăn cơm nha. Đây, nước mắm ta để ớt vô. Mình để lên vậy đi xong rồi qua bển mấy chú. Có ăn ớt thì để thêm. Mấy chú chen vô. Anh Lâm ơi, cơm đây. Chơi dưa leo, chơi dưa leo. Dễ không hết nữa. Mấy chú đâu hết rồi anh Lâm? Đi tắm, về tắm rồi. Mấy chú thích. Bời cái nhà ăn cơm sáng, cơm tắm bị xuồng. Cơm tắm mà sáng, giờ này chưa rồi sáng. Mình mời cả nhà ăn cơm tắm thôi. Mời cả nhà ăn cơm tắm. Nãy giờ chị lo 2 dĩa. Hả chị hả? 2 dĩa rồi, 2 tô. 2 tô canh. Chị luôn đi, cơm sườn bì chả trứng. Cơm sườn cộng. Cút lết nữa phải không? Dạ. Mời cả nhà nghe không? Đó. Quá trời luôn. Mà không biết là sườn này với sườn Sài Gòn sườn nào ngon. Sườn Sài Gòn bữa mình ăn đâu có sườn cộng đâu. Không có sườn cộng. Nó hết rồi. Chứ nó có. Hết. Chứ nó cũng bán hai thứ. Ở bên kia thì chị Tiết với lại cô Anh cũng đang ăn, cô chú ở dưới thì mấy chú cũng đang ngồi ăn, còn mấy chú còn lại thì về thay đồ rồi còn tiếng nó cứu mình sẽ ăn sau. Ngon quá cả nhà ơi. Quá trời, quá trời. Dạ. Đói quá trời. Bằng cơm bãi rác không anh Năm ơi? Bằng cơm bãi rác không? Ngon hả? Cơm ngon hơn bãi rác. Ngon hơn bãi rác. Anh ăn gạo dẻo quá. Ngon mà. Cơm này ngon. Chịu mới chan canh vô nghe anh. Ngon mà nó là hai khô rồi. Tại tụi em ở đây thì ăn gạo vậy là vừa. Còn hôm trước thì ở trên đó thì gạo vậy thì nó hơi mềm. Đúng rồi, gạo cho gạo ăn gạo dễ quen. Dạ. Mỗi nhà em cơm nha. Ngon không chú hai ơi? Đáng ngon. Trời ơi nhìn chớ cô làm hết hộp. Đây là đặc sản miền Tây. Do các cô thôn nữ miền Tây đi chợ về đãi cho chị Kim Loan Nguyễn từ Mỹ về. Đây là món khoai mì. Khoai mì nước cốt dừa. Đây là bánh cam. Đây là xôi sugar. Xôi đậu xanh. Xôi đậu xanh. Bánh chuối.
bánh bèo. Bánh bèo, còn này bánh lá hả? Bánh lá. Sáng giờ đặc sản miền Tây mà bây giờ chị Lan mới ăn có một dĩa hôm tắm mà chưa đủ no nên giờ làm tiếp một mâm này nữa để chiêu đãi chị Lan. Hai mâm mời chị thưởng thức. Trời ơi kỳ này là không mập không được. Không có giữ eo được. Thôi giờ mình ăn này trước đi nha. Mời các tình yêu của nhóm thôn nữ miền Tây ăn đi em. Để chị ăn mình chị ngại. Đó còn mâm nữa nè. Đó. Đó, một mâm nữa. Đó. Cô ăn nói cái này là mới chợ Mỹ Xuyên à, mới. Trời ơi, đó. Giờ ở này nãy chú gì, này chú gì? Chú cao. Còn ở này là chè xô nước. Dạ. À. Ăn chịu gì nổi không? Trời ơi. Hết như này đó. Phát tài phát tướng chị ơi. Phát tướng phát tài. Để có nhiều tiền làm việc thiện tiếp. Bây giờ ăn mỗi thứ một chút để mà thưởng thức thôi chứ còn mà ăn hết cái này nữa là kể như không nổi rồi. Còn cái còn gì họ bưng xuống nữa giờ đó. Ê Thủy. Không, em ăn miếng cơm. Ngon quá. Chào cả nhà. Bây giờ mình tiếp tục mâm thứ ba là mâm tráng miệng. Đây là cà na ngào đường, nhãn, hồng giòn, ổi. Trời ơi cả nhà ơi, làm ơn ăn phụ. Ăn phụ với em chứ còn em mà ăn không xong đó hả là em chết giấc. Cả nhà ăn giùm em nha. Cứu chị Long. Trời ơi quá trời luôn rồi. Thôi giờ ăn tô chè xong nước 4 viên đi. Cái này từ từ sao cũng được, không quất này vô ngọt lắm nè. Ê thôi quất cà na đi. Đó, coi nó là sao. Từ từ nha chứ đừng la làng nha, ngọt mà. Ngọt. Ngọt. Hiểu luôn. Nó chưa thấm. Ngọt. Quá ngọt, quá ngọt. Nó ngọt ở ngoài mà nó chua ở trong. Chẳng phải vậy à, nó đâu có thấm hết chứ trong đó. Quá ngọt, quá ngọt. Cà na ngào đường chị thấy chưa? Đây hả? Không, cà na ngào đường. Cái này là. Ủa cái này là gì? Cái này là đập. Ôi cái hèn gì đập nó mới chua. Trời cà na không phải ngào đường đó mọi người. Cà na đập. Cà na đập đường. Cũng có ốc đường. Nhưng mà nó cũng có, nó có vị chua hơn cái cà na kia. Bởi vì nó xong mà nó chua quá. Cái cà na kia ngọt hơn. Cái này như ướp mặn hay sao có ớt trong này nữa. Ừ ngon. Có bỏ ớt vô cái này. Cái này là đập. Cà na đập. Còn cà na ngào đường khác. Sắp tới là ngày cưới của con á cô chú, thì thường thì sẽ đãi khách bằng những cái món bánh cũng như là mình để lên bàn gia tiên. Bà Út á là có làm cho con 2 kg bánh bông lan, còn bác Hai thì lại tặng cho con 1 kg bánh bột đậu nữa. Cho nên đó là ngày hôm nay thì cũng gần tới đám rồi. Bây giờ thì mấy cô á đang chuẩn bị đổ bánh á cô chú. Dạ, thì đổ từ hồi nãy đến giờ thì cũng được khá là nhiều bánh bông lan luôn. Mình có 2 khuôn bánh bông lan và 1 cái khuôn bánh bột đậu. Bánh bột đậu thì cô ba đang làm ở phía bên kia, xong rồi mới đưa qua cho bác Hai nướng lên. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Nóng hổi về ăn luôn nha cô chú ơi. Đây còn bên đây là bánh bột đậu nè, quá hấp dẫn luôn. Giang ơi là Giang luôn. Có củi á. Hai cho em con à. Mình than thì nó không khói mà điều than nó bảo phát bảo tàn lắm. Lúc thì nó nóng quá, lúc thì nó không có nó chậm nóng. Chừng nó nóng rồi thì chậm nguội. Được rồi. Bây giờ 4 năm
Cô ba ơi, bông lan có cánh không cô ba? Có, bông lan có cánh nhị vàng. Đâu có nhị không? Giơ lên cho nhị vàng. Còn khúc nữa chị. Ai thương cô nàng kéo nước cái bánh bông lan. Đây, 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 đó là đốt cho bà bảy. Này có hai cô lần đó, hai cô nướng đó. Còn bánh bột đậu không ai nương hết đó nghe. Cậu thương chị. Mà tính ông Lan có bài hát lắm, có bài hát không đó thôi. Có luôn. Có bài hát đâu. Tao chế chưa được. Để xíu bắt hai chài, bắt hai chế. Chừng nào chế được cho hay. Nóng chị. Nóng lắm luôn. Vô đây không bịt mặt là chịu không nổi. Gạt cái mặt luôn. Quá khang mà. Bên kia là đánh trứng tiếp tục ha. Sớm giờ đã đổ được nhiều nè. Rất là ngon. Còn mấy mẹ nữa bà Út, mẹ đó nữa hả con Bụt? Dạ, hồi trưa sau khi mà đổ bánh xong á thì cũng trễ á cô chú, cho nên là ở nhà mấy chị em có chạy đi mua được 4 con vịt nè. Về để mà mình làm 3 món nha. Đầu tiên á là cái phần lòng thì mình sẽ xào chung với lại hai trái mướp ở ngoài vườn. Thì đây, đây là một cái món đầu tiên. Bên đây thì có thêm á là vịt hầm với lại đu đủ nha. Đó, rất là ngon luôn, hấp dẫn cực kỳ. Còn một món nữa phía bên này đó là vịt sầu gừng. Thì chiều nay nhà của mấy chị em với lại mấy chú với lại mấy cô sẽ ăn cơm 3 món nha cô chú ơi. Giờ này thì mấy cô cũng đói. Sáng giờ nhà mình ai cũng đói rồi, giờ con mời mấy cô mấy chú ăn cơm nha. Dạ. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cô chú nhớ mẹ ăn cơm lại lại cho lên. Bất đói quá đâu. Dạ dạ dạ. Từ từ tới liền. Cũng cũng cây chân rồi. Dạ đây. Con mời các chị. Chị ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm. Có ai ăn muối tiêu với con không? Muối tiêu nè. Để đi. Muối chiêu. Muối tiêu mà có chanh nữa. Muối chiêu ớt. Ủa muối ớt, có ớt nữa chứ quên. Muối chiêu ớt. Ha, em tìm được rồi. Cái gì ạ? Đừng hoa lớn, đừng hoa lớn. Không còn có nồi nữa. Cảm ơn nha. Đừng hoa lớn. Bạn nghe. Dạ, tới chị. Ôi, vịt, con vịt gì mà thịt dữ vậy ta? Thịt không má ơi. Vịt ngon. Trắng cũng ngon ha, ngon hả chị? Ngon. Dạ, dạ tốt chị. Thịt này vịt quá ngon. Vịt thịt dữ dằn luôn. Cái món bướm này cũng có chị. Cấp tới chị. Thôi để đi, để. Chiều một tối liền ha. Dạ, ngon. Vậy là cái trái mướp mình hâm ngày qua nay hả? Qua nay mướp của mình bữa nay. Bữa nay mới được đó. Chị không nhớ con vịt chim bán. Anh nói mẹ bà báo nói bà có vịt mà vịt chim mà có cái thứ dạ, chưa lẻ cái bọc có không thôi không có thì con mới đặt chỗ chị Mến, mà chị Mến thì đặt thì được nhưng mà làm thì không ai làm, rồi đặt chị Thảo lại 4 con. Cho thêm miếng lòng xào. Con đói. Cho nhiều đó cho. Miếng thôi. Quá vàng. Ừ. Cảm ơn. Chiên cho hiểu thôi. Ba đứa. Dạ. Tiên rồi cái bên anh á. Ăn cơm rồi. Chị nào em? Lớn rồi. Chị đâu? Mẹ em nữa. Nước hả? Đi mở cái lạnh. Ngon quá hả chị nè. Nhi đói ngon ha. Nhất mà ngon hơn thiệt. Đúng rồi, đúng chừng. Đói là mới ngon. Dạ, ngon thiệt.
sáng giờ cũng mới ăn nè. Dạ. Vui chị nha. Bữa tiêu ngon lắm nè cô ba. Để mút mút đặng cho cô ba chấm. Có tới đâu. Chưa kịp chấm. Sở nữa. Vào. Ăn nhiều vô nghe dịch ngon á. Vô gì đâu hả? Nay mới ăn cơm dịch. Nhất chỉ luôn á. Không. Nhất lắm. Rồi thôi rồi cho để xếp đèn bóp chứ mà hai. Nói nha. Uống một mang cá thúc. Không bấm tùm nha. Bấm tùm nha. Biết nói gì giờ. Biết nói gì giờ. Cơm gì chú Bảy? Ăn cơm bác Bảy ơi. Cơm gì Bảy ơi? Ăn cơm thịt chín gì Bảy ơi? Ăn thịt chín gì không? Dạ có. Bây giờ không rửa thịt chín gì không? Lên mời, có rửa không? Có. Mình dây hỏi, mình kia hỏi, mình trả lời ai? Ăn ngon chưa? Cơm bác Bảy ơi. Bây giờ cái điện thoại. Ăn bớt cơm rồi nè. Hai đứa ngồi xuống. Con ăn rồi. Ăn rồi hả? Nhưng mà mẹ con chưa ăn. Mẹ nó ngồi ăn đây nè. Em ơn chị chút nè. Đi. Con hơi ngồi kỹ. Xuống ra, xuống qua đây, xuống qua đây. Xuống qua chút. Bác Bảy vô mới vừa. Con chú ơi, con xin bác con ngồi hơi hơi. Ngồi gì được rồi. Ác chút. Ngồi gì được rồi. Ngồi đi, ngồi cho nó ngồi. Nó phải đi nè. Tớ ơi, đừng em chịu đi nè. Em có thể đâu cơm ăn. Tớ, bọn tao gắt cho bác ăn. Bao nguyên cái cánh này. Không, cục thử cục ra nhỏ nhỏ. Đây, nhỏ nhất đây. Chỗ mình là vui nhất nè. Không, miếng thôi, tại dế mà lấy gì dạ cơm trời à. Mi mi đào. Để mi đào miếng hay gì em cu quá. Miếng hơi sạch. Rồi, đủ đó rồi đó. Rồi xích vô đi. Rồi đi. Mày gấp cho ba rồi, xích vô đây nè. Vô đây nè. Hôm nay không có làm gì cho nó ăn hả? Em mới hình dịch đó. Dạ. Dạ. Ăn đi anh. Anh ăn đi. Anh đừng có giờ mới ăn với nhau nữa. Ăn cơm mà ngồi thứ tư với anh. Em đâu biết đâu. Mà anh nào cũng biết cái gì cũng dịch hết hả? Dạ. Sáng trường hết rồi hả? Vâng. Dạ hết. Sáng trường hết rồi hả? Dạ hết rồi. Ăn cơm không có lực thượng có gì không được. Để mời em chiên cá cho mẹ. Em chiên cá cho mẹ. Chúng nữa con ăn sao? Không mà trứng ăn được. Mới cơm vậy. Ăn cho ăn được nó ăn thôi. À Lâm không ăn vịt hả? Dạ có khô anh Lâm ơi. Ờ được rồi. Lâm hả? Chút nữa về ăn thôi. Cơm thì không ngon. Anh chưa đói đâu. Ăn đi nha. Nha. Dạ. Thấy à. Không được hết là không ăn được. Bữa mới về đòi ăn lòng xào với chị Loan. Bữa nay được ăn thấy ngon không chị Loan ơi? Ngon nãy giờ nó hay không. Chị Loan nãy giờ có ăn món rồi hả? Còn 21 kia là chưa ăn hả? Ta ăn này nè. Ngon chị? Nãy giờ ăn ấy mà không ăn lòng xào. Ủa sao lại ăn lòng xào mà không ăn lòng xào? Chị ăn mướt. Cái không à. Chị Loan ăn mướt. Hiểu không? Cái gì đây nè, cái gì nè. Tim. Tim với gan. Tim gan là lòng. Lòng của con vịt. Hành trình đi kiếm một đồ lòng của chị Loan còn xa lắm quá cho nên nó là sẽ để yên cho chị Loan đi kiếm và có được một bữa ăn thật là ngon miệng nha. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn vì đã quan tâm và theo dõi video của nhóm. Còn bây giờ thì cho mấy chị em mấy cô xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, bye bye.